nhờ quăng tớ. Dạo đâu? Nó nhờ mình mà. Bim quần này. Dạo có 2. Hả? À. Đồ, nó có 5. Chụp cái bông ngầu đẹp chưa? Cái bông ngầu lên chậu kìa. Đây cậu ba. Ăn lần ngọc phía ngoài chứ con nè, ăn với. Đây là tiêu biểu Duy Hưng nha anh vậy. Thì đang đi xe điện. Hôm nay cả gia đình đi chơi. Thành viên trong gia đình ơi. Làm rất là mạnh tráng các bạn. Thì đang đi trên xe điện như vậy có hồ bơi này. Hồ bơi á, hồ bơi chắc 8 giờ. Được chưa? 7 giờ đến quê. Đứng xe. Ơi. Dạ vâng. Ba. Sao? Đi kia. À đi kia hả? À, hồ bơi nè, hồ bơi nè con. Hồ bơi đó. Hồ bơi. Hồ bơi. Anh về ra đứng chậm tắm mà không? Hồ bơi. Hồ bơi ơi. Cảnh nhìn rất là đẹp các bạn ơi. Đó, khung cảnh rất là đẹp. Hồ bơi. Hồ bơi. Hồ bơi. Tao cũng nổi. Hồ từ Mỹ xưa lại cái món cho con nè. À bây giờ đây cả nhà chúng chụp hình. Đây là hồ bơi thuộc khu nghỉ dưỡng của họ Thường quý vị. Khu nghỉ dưỡng Ohana. Chào mấy. Chụp ghét vô. Đây là cả nhà của Huy. Đang đi trên chiếc xe điện này quý vị. Như phía trước quý vị đang thấy là biển á. Kéo lại đây con.
ở bên bên này là núi, bên biển bên núi, địa thế nhìn rất là đẹp. Bây giờ cả nhà chụp hình. Đây rồi. Kéo. Đi lại đây chứ. Nè. Ra đi lại đây, đi lại đây chứ. Ôi anh nè, dưới hồ bơi này cậu ba. Ừ. Coi ướt. Rồi dập nước coi. Đây là bên trong. À, dưới cái bức tượng chùa núi nha quý vị. Nhìn rất là hành tráng vậy, mát lắm. Cứ cách khoảng 3-5 mét thì có một cái bức tượng. Gái ơi, bỏ dép ra, bỏ dép ra. Bỏ dép ra hả? Bỏ dép ra. Bỏ dép ra. Ừ, bà không vô ơi. Nhìn nấm. Ba. Ôi sao ở đây tí thôi. Má lớn hư ba. Đây đây. Nào đây đây, cả ba quay phim. Chủ anh biết tạo dáng rồi để quay phim rồi. Anh lại biết quay anh nữa. Nào chạy lại đây nhanh lên. Xu lại đây tạo dáng này. Nào chậm chậm. Ô đẹp ghê không? Tạo dáng ở chụp hình này. Huy đang đứng ở dưới chân tượng Phật chùa núi đây vậy. À, từ trên đỉnh núi nhìn xuống không tưởng tượng được cái độ cao ở trên này vậy, rất là cao. Ba, ở đây có gì nè ba? Ừ, hồ đấy là hồ súng đó con. Thấy toàn cảnh luôn quý vị. Anh Hai Biên chào chị Ba Quỳnh. Anh ơi, chị Nắm đâu? Chị Ba Nắm. Wow, bà nội cô Năm. Em Gạo đâu? Dương Hai này. À, cô Hai.
Dạo với Su đâu ê, dạo với Su đâu, dạo với Su đâu. Làm duyên coi, làm duyên coi. Dạo hoài nha. Dạo được 1 phút đó nha. Rồi, sẽ đi ăn chơi. Mến chào cả nhà, nhà Hương Giang đi xe điện từ trong khu luxury hotel của FLC. Bây giờ đang đi qua chùa Trung Phúc. Đây, chào đi cô 2, cô 5, đây mùa 3. Mà nào đâu, đây mà nào đây, tìm ra đâu. Đây là phía trước đây. Đây dừng hai, anh hai viên này chứ. Số này viên nào, bình nào nào. Bình đâu, bình đâu, chứ đâu. Đây là dọc hai bên đường từ trong luxury hotel của FLC. Nấm gạo đâu? Nấm gạo. Đây, đây là nấm thúi. Đây là heo thúi. Chị Quân ơi. Chùa ở phía trước đây. Hết tiền xuống xe. Đây đang bị giống như dinh bãi vậy. Đây cả nhà đang di chuyển vô chùa Thiên Phúc. Chùa Thiên Phúc thuộc khu FLC nha quý vị. Bây giờ là 9 giờ rưỡi, trời cũng nắng lắm quý vị. Đây là con gái, nắm con gái của Huy. Vừa rồi cái chân bị kẹt vô cái bánh xe đạp bị đau, đi không được cho nên phải cõng. Xa xa kia có 5 nàng tiên đang chụp hình. Đây là bà nội nắm gạo dựng hai. Hai bim boy. Đây là khu vực của chùa Thiên Phúc nha quý vị, nằm trong khu vực FLC Quy Nhơn. Nắm vô luôn. Để lái sữa cô đây là đội hình phái Nga My. Go. Bip boy. Rồi nhìn anh Trinh nha. Chạy vô giường 2 biểu đây. Nhanh đi. Hấp xuống. Vô. Hấp máy xuống. Được chưa? Ok. Chú nhìn rất là xinh tươi. Ấy gạo ơi, coi hình này. Gạo, hình này gạo, lại coi đi. Nó đang thiếu sữa. À mấy quên. Ủa, em Su với gạo ra đây. Dứt đây Su ra đây. Đừng vói. Đội hình phái Nga My. Yeah. Quên, quả nhìn nè, xem Su ra. Su. Em để thắp
máy xuống, con để thắp máy xuống. Đó. Cô Nam. Ơi. Ờ, đội hình bên dưới đâu, nhìn coi. Đây, bà nậu đây, cô hai đây. Hai Viêm. Nắm gạo đâu ta? Nắm gạo đâu ý, sao chưa? Mẹ con nắm gạo đâu đây? Nắm đâu nhìn con? Dưới Vi Le nè. Gạo đây. Vi Le nè, Vi Le. Đây, chị hai đây, phía trước đây, chị hai với chị Hai Quỳnh đây. Chị Ba Quỳnh. Có hồ bơi đây nè. Đây là cùng phòng tập gym của FDC và Luxury.